Chúng tôi đang đi trên cao tốc và trên hướng về cây cầu coi như là dài nhất ở phía Hải Phòng. Cầu vượt biển. Cầu vượt biển. Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Hướng tới cái khu vực nhà máy VinFast rồi cảng Đình Vũ rồi như thế này. Quý vị thấy những xe container rất lớn. Trước đây được biết là những cái vùng ở đây là đất hoang hóa, không phải trồng trọt, không có người sống. Coi như quý vị thấy đây, đây là những cái vùng đất như thế này, không có ai sinh sống cả. Cho nên là vùng đầm lầy, quanh năm suốt tháng quý vị thấy đây, chúng tôi sẽ chạy cho quý vị thấy. Cho nên là rất cần những nhà máy, những cái công ty công nghệ và khu chế xuất đến để mà phát triển thưa quý vị. Còn không thì bao nhiêu năm nay quý vị thấy là chỉ là như thế này, khu đầm lầy, nước lợ, nước sông, nước biển rồi không có trồng trọt và cũng không có ai ở. Quý vị thấy là một cái khu rất rộng lớn. Và anh tài xế nói rằng muốn mà xây cất á, là phải bơm cát lên, coi như đắp nền đúng không, giống như vậy thì mới xây cất được thưa quý vị. Cũng rất công phu, không đơn giản, giống như là lấp biển để trở thành những cái khu chế xuất này nọ, tốn rất nhiều tiền. Thì theo tin tức theo biết là cái cây cầu vượt biển này được xây dựng bởi tập đoàn Vingroup. Quý vị thấy là bãi biển nó là bãi biển bùn thưa quý vị. Quý vị thấy là xình lầy, rồi xa xa là các tàu biển. Vâng, rất là nước này nó đục ngầu luôn đấy quý vị. Nó nhiều, vừa nước sông vừa nước biển. Đúng rồi, nước lợ đấy, rồi vừa nước sông vừa nước biển. Cảnh báo nguy hiểm rồi đang rửa đường gì. Quý vị thấy rất rõ. Vừa chạy ngang qua đã có những cái bãi đất hoang hóa. Người ta chỉ có thể là nuôi một tí tôm nào đấy, những cái ô vuông tôm, nhưng mà để sinh sống lâu dài hay định cư thì không thấy làn xã nào hết. Đất đó là đất hoang và chính quyền địa phương rất mong muốn có những đây là quý vị thấy hút cát nè. Tôi quay cho quý vị thấy cát ở bên tay phải là họ sẽ dùng cát để mà làm nền rồi mới xây cất lên đó được. Quý vị thấy những cái đuôi cát này, bơm cát lên rồi rửa cát rồi mới đắp nền. Nói chung là một cái quá trình gian nan gian khổ lắm, không đơn giản, không phải là lấy đất của người ta. Thưa quý vị, thứ nhất là người ta đây là một cái cụm khái niệm mơ hồ. Và bây giờ tới cái vùng mà bắt đầu có cư dân, nhưng mà nó xen kẽ nhau, có những vùng rất là hoang hóa. Trên đường thì chúng tôi thấy có nhà máy VinFast. Bác Tài có phiền là ghé vào thăm VinFast chút đỉnh được không? Chắc không hả? Ok, bác Tài nói là ok, là mình đậu đây để mình chụp vài tấm, hy vọng vào nhà máy để mà giờ bắt tay chụp giùm nhé. Vâng, vâng. Rồi với lại bắt tay lấy đồ. Vâng, chúng tôi vừa làm thủ tục với lại ban bảo vệ. Và bây giờ thì anh cài cái dây vào xe nó cảnh báo. Tôi đang đi đến nhà máy VinFast.
chuyến tham quan. Hy vọng là bữa nay nhà máy có người làm việc và đang đi đến trước sảnh của nhà máy. Bên phải thì thấy có Highland Coffee. Chúng tôi đang đi vào nhà máy sản xuất của VinFast. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nhiệt độ cũng rất là tuyệt vời, 24 độ. Và trước mặt chúng ta đây là những chiếc xe VinFast đang sạc điện. Những xe này là của nhân viên hay là của ai? Là của khách và nhân viên luôn. À, khách và nhân viên luôn. Nhân viên đây là kể cả chuyên viên, kể cả kỹ sư, kỹ thuật viên vân vân. Giảm sử dụng nhựa, bảo vệ tương lai, về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc tại VinFast. Và đây là trạm sạc. Tổng diện tích của cái khu nhà máy là bao nhiêu? 350 hecta, lớn này. Trắng tức là mã màu đó, là mặc định là kho. À, sườn có 3 màu. Sườn sẽ có 3 màu. À, tiếng Anh gọi là color code. Mà quý vị thấy là đây là cái sườn hoàn toàn là mới xây. Sườn này chắc chắn là sẽ chứa rất nhiều xe để chuẩn bị giao cho khách. Thì chúng tôi sẽ tham quan nhà máy. À, ở trạm đầu tiên đây là nhà máy gì đây? À, lắp đặt xe máy điện. Vâng, xin chào. Chào mọi người. À, anh nhận dạng người. Ok. CID. Vâng, xin chào. À, em là ai? Bây giờ mình đi vào được không? Đưa em bảo lãnh cho anh vào. Mình có một anh em. Để đây em ấy cho anh vào trước đi. Có nghĩa là như nào bây giờ? Chứ cứ thế đi vào anh nhỉ? Cứ thế đi vào, khách đi vào. Bên thông tin cho bên anh ngồi đúng không? Vâng, không giả hết rồi. Thế thì... để đồ lên. Để đồ kim loại đi qua.